Chiều 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Hiếu 1989, soàn trú tại tỉnh Gia Lai, mức án tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản. Như vậy, hình phạt bị cáo phải thi hành là tử hình. Hiếu là thủ phạm giết người yêu rồi phân thi thể phi tang gây chấn động thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 5 năm 2018. Tại tòa, bị cáo Hiếu đưa ra một số lời khai, lập luận bao biện cho hành vi man rợ. Tuy nhiên, hội đồng xét xử bác bỏ toàn thể những lý lẽ trên. Trước khi vào tù vì hành vi man rợ, bị cáo từng là sinh viên một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Đơn cử, bị cáo Hiếu khẳng định trước khi ra tay sát hại người yêu, bị cáo và nạn nhân có sử dụng ma túy đá. Bị cáo cho rằng bản thân phạm tội trong cơn ảo giác. Tới giờ phút này, bị cáo không hiểu vì sao lại làm như vậy, bị cáo trần tình. Ngoài ra, Hiếu khai rằng trước khi vụ án xảy ra, bị cáo đưa người yêu 400 triệu đồng để mua nhà. Nhưng chị N dùng số tiền đó mua vàng, nước hoa và cho vay. Tiếp đó, chị N vay của bị cáo 100 triệu đồng nhưng không trả. Đây là lý do khiến hai người mâu thuẫn. Vì vậy, trong lúc cãi vã, Hiếu ra tay sát hại người yêu. Về hành vi lấy chiếc xe máy của nạn nhân đem bán, bị cáo cho rằng mình làm vậy nhằm che giấu hành vi phạm tội chứ không cướp tài sản như đại diện cơ quan công tố cáo buộc. Xét thấy hành vi của bị cáo khác biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới trật tự xã hội, gây hoang mang đối với quần chúng nhân dân, hội đồng xét xử quyết định xử phạt mức án cao nhất tử hình. Theo bản án sơ thẩm, năm 2010, Hiếu là sinh viên trường Đại học Kinh Hải tế thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian này, Hiếu có quan hệ tình cảm với chị N 1991, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 7 năm 2017, hai người phát sinh mâu thuẫn nên ít gặp gỡ nhau. Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Hiếu và chị N gặp gỡ nhau. Sau khi ăn uống, Hiếu chở chị N về lại nhà thuê của Hiếu. Tại đây, chị N có nói với Hiếu về việc chị có game thủ trai thế hệ và sẽ đi lấy chồng. Lo kinh hãi chị N đi lấy chồng nên Hiếu nảy sinh ý muốn sát hại chị N. Sáng sớm hôm sau, Hiếu dùng tay trái bịt miệng và siết cổ chị N đến khi chị N tử vong. Sau đó, Hiếu trói hai tay chị N ra phía sau và dùng băng keo trong dán miệng nạn nhân lại. Sau đó, Hiếu nằm cạnh thi thể người yêu ngủ tới sáng. Đến 6 giờ cùng ngày, Hiếu rời nhà đi ăn. Đến trưa, Hiếu ngửi thấy mùi hôi thối trong phòng. Sợ mọi người xung quanh phát hiện nên Hiếu bỏ thi thể chị N vào tủ lạnh. Sau đó, Hiếu dứt vật dụng cá nhân của chị N, rồi mang xe máy của nạn nhân đi bán. Sáng 4 tháng 6 năm 2018, Hiếu mang thi thể người yêu đi vứt tại bãi đất trống thuộc khu vực huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.